Cơm đảo không giờ tươi được, cứ bếp vào nhau, nhìn bếp nhà đã thấy. Ăn em bà. Đây khách mấy miếng cà luôn đi em. Thấy bảo là cơm rang trắng nên là mới cơm rang trắng thì như này. Thế mới vào. Bây giờ nó vàng hơn ban nãy. Vàng ra rồi. Được rồi. Anh mà bảo em lúc trước là em làm nó còn màu đẹp như thằng Tây cơ luôn. Tại vì anh không biết mà, anh không biết làm. Lúc đầu anh vào anh bảo không ăn cơm vàng nên là em không dám bỏ. Nó cũng là dầu mà, nó không phải làm cái gì.